Trạng nguyên Dương Phúc Tư sinh năm 1505, mất năm 1563, là người khai khoa cho dòng họ Dương, xã Lạc Đạo. Thủa Hàn Vi, Dương Phúc Tư vừa đi cày vừa đi học. Sẵn có tư chất thông minh, lại ngày đêm đèn sách, ông đã đạt đến đỉnh cao của nền học vấn thời phong kiến. Năm 43 tuổi, Dương Phúc Tư đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ, đệ nhất danh, tức Trạng Nguyên, đứng đầu 30 tiến sĩ đời Mạc Phúc Nguyên. Sau đó Trạng Nguyên Dương Phúc Tư làm đến chức Thượng thư bộ binh, được vua phong Tử Khanh Thiếu Bảo, Dương tướng công. Từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ 18, dòng họ Dương xã Lạc Đạo thịnh vượng về khoa cử, khi có 9 người đỗ đại khoa, trong đó có một Trạng Nguyên và 8 tiến sĩ, bao gồm Dương Phúc Tư, Dương Thuần, Dương Hoàng, Dương Khuông, Dương Hạo, Dương Lệ, Dương Công Thụ, Dương Khiêm, Dương Sử. Sau khi Trạng Nguyên Dương Phúc Tư qua đời, con cháu và nhân dân địa phương xây dựng nhà thờ trên nền đất của dòng họ. Cụ Trạng thì sinh là 1505, đỗ Trạng thì 1547. Thế thì sau đến đời cụ Trạng thì đến 8 đời con cháu chắt chút cũng đỗ tiến sĩ. Có cụ thì đỗ năm 1600, cụ đỗ năm 1700. Phát huy truyền thống của dòng họ Trạng Nguyên Dương Phúc Tư, nhiều thế hệ con cháu họ Dương đã thi đua học tập và đỗ đạt cao. Mỗi năm, dòng họ có khoảng 40 cháu đỗ đại học. Mới đây, dòng họ có hai thành viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đó là tiến sĩ Dương Văn Tuyển, chuyên ngành y tế công cộng, tiến sĩ Dương Văn Quân, chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Trạng Nguyên Dương Phúc Tư chính là nhân vật lịch sử truyền cảm hứng học tập cho nhiều thế hệ học sinh của huyện Văn Lâm nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.